Thưa quý vị, không khí Tết vẫn đang tràn ngập và trong các thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị những ngày qua, phản ánh không gian Tết, sắc màu Tết ở nhiều góc độ. Còn có một góc Tết rất khác mà hôm nay chương trình Ngày Mới muốn chia sẻ cùng quý vị. Dân, góc Tết của những người đang phải cai nghiện hoặc bị giam giữ, không thể về bên gia đình đón Tết. Và với chương trình đón Tết do tỉnh đoàn Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức theo chiến dịch Xuân Tình Nguyện cho những người lầm lỡ, thêm động lực hoàn thiện mình mà trở lại với cuộc sống hữu ích. Ở nơi tưởng chỉ có những quy định phải tuân thủ chặt chẽ do quá trình cai nghiện, những nỗi niềm và những dằn vặt, nhưng Tết đến mang theo không khí cởi mở và giao hòa. Tại cơ sở tư vấn và điều trị nghiện ma túy tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đứng chân trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, những ngày Tết rộn rã tiếng cười nói khi Nhà văn hóa thanh niên tỉnh tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, tặng quà Tết cùng những lời chúc tốt đẹp. Thứ nhất là cũng được tặng bao lì xì, em cảm thấy rất vui và giống như nhận được sự quan tâm từ các anh chị. Ở trại giam Xuyên Mộc thuộc Cục C10 Bộ Công an, đứng chân trên địa bàn xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, các phạm nhân được tạo điều kiện gặp gỡ người thân. Thì trong dịp Tết Quý Mão 2023, phạm nhân cũng được hưởng không khí Tết qua chương trình Xuân Ấm Áp, Tết Yêu Thương do tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh tổ chức. Thấy cái chương trình này rất có ý nghĩa đối với mỗi phạm nhân mà khi đang cải tạo ở đây. Cảm xúc rất là nhớ nhà, nhớ gia đình và rất là hối hận những cái gì mình đã gây ra. Các chương trình giao lưu văn nghệ tặng quà Tết ở những góc khuất cuộc sống như nơi cai nghiện ma túy, trại giam nằm trong chiến dịch Xuân Tình Nguyện của các tổ chức đoàn hội thanh niên trên địa bàn tỉnh. Chương trình được tổ chức từ nhiều năm nay nhằm góp phần động viên, tạo động lực để những người lầm lỡ cải tạo tốt hơn, sớm quay về hòa nhập xã hội. Thì chúng tôi càng dành nhiều tình cảm hơn cho tất cả các bạn. Bởi lẽ đâu đó cái việc mà trong quá khứ thì chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Và chúng ta sẽ tập trung cho cái việc mà chúng ta giáo dục, định hướng và tạo nguồn cảm hứng cho bạn có thêm niềm tin khi mà tái hòa nhập cộng đồng. Các bạn bắt kịp cái nhịp trong cuộc sống này và các bạn sẽ trở thành người công dân có ích. Không chỉ mang đến không khí Tết, tại mỗi nơi đến các tổ chức đoàn hội còn mang đến bài học, sự sẻ chia về cuộc sống, niềm tin, ý chí vươn lên trong cuộc sống. Cảm ơn đến Đoàn Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã mang đến một cái chương trình nói chung là giáp Tết là rất ý nghĩa và mang lại nguồn động lực để cho giúp các anh em phạm nhân đây cải tạo, tiến bộ để sớm trở về với xã hội, trở về với gia đình. Chúng chương trình ngày hôm nay sẽ rất mong truyền tải cho các bạn nội dung. Cái việc đầu tiên bạn hãy xây dựng niềm tin cho chính bản thân mình. Việc đầu tiên mình về, mình hãy củng cố cho mình và mình thiệt vững. Trách nhiệm cùng với xã hội để lan tỏa những cái điều tốt đẹp thì mong muốn kêu gọi tất cả xã hội hãy quan tâm đến tất cả những đối tượng yếu thế. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa. Ngoài cái việc cán bộ giáo dục định hướng những kỹ năng trong cuộc sống, thì Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã góp phần là phối hợp với đơn vị để tổ chức các cái hoạt động như này. Và đây là một cái hoạt động cực kỳ ý nghĩa, nhân văn và có cái tác dụng rất lớn trong cái công tác giáo dục phạm nhân. Chuẩn bị hành trang cho người lầm lỡ tái hòa nhập cộng đồng, tổ chức đoàn hội thanh niên còn xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ cho đối tượng này. Hỗ trợ vốn, giới thiệu việc làm, giới thiệu tham gia các hoạt động của đoàn hội thanh niên tại địa phương.